Xin chào các bạn, đây là môn kỹ thuật lập trình mã SO 1027. Phần này chúng ta sẽ thảo luận qua về những cái vấn đề liên quan đến các cái thao tác trên toán tử và các cái thư viện. Thì có thể hầu hết các cái kiến thức này các bạn đã biết rồi, nhưng mà có một số lưu ý tôi sẽ nhắc lại để cho các bạn chú ý hơn ha. Rồi, đầu tiên là nói về các toán tử thì hầu hết các cái ngôn ngữ mà các bạn sẽ học thì đều sẽ cung cấp cho các bạn một loạt những cái toán tử mà rất là cơ bản, đó là toán tử số học. Thì trong những toán tử số học mà chắc chắn các ngôn ngữ cung cấp cho các bạn sẽ là cộng, trừ, nhân, chia và đương nhiên là modulo nữa. Thì tùy thuộc vào cái ngôn ngữ, cái ký hiệu của cái toán tử này nó có thể khác nhau. Ví dụ như trong ngôn ngữ C++ thì các bạn có dấu phần trăm này là modulo, nhưng mà trong một ngôn ngữ khác các bạn có thể thấy người ta dùng mod hoặc thậm chí là một cái ký hiệu nào đó khác. Ha, lưu ý ha. Rồi, cái toán tử thứ hai mà các bạn có thể gặp đó là toán tử về bitwise, tức là thao tác trên bit. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái toán tử trên bit khá là nhiều khi mà các bạn làm việc với những cái cờ ha, và các bạn sẽ thấy là nó đóng một vai trò khá là quan trọng. Thì những cái toán tử trên bit các bạn có thể gặp đó là SOR ha, toán tử này là toán tử NOT, được chưa nào? Và toán tử này là toán tử AND, toán tử này là OR, toán tử này là dịch sang phải, toán tử này là dịch sang trái. Như vậy thì rất là dễ để các bạn gợi nhớ lại các bảng chân trị của những cái phép toán này. Tôi sẽ ví dụ cho các bạn coi ha. Chúng ta có toán tử SOR. Đây là toán tử SOR. Thì các bạn có thể có các bảng chân trị của A so B như sau. A, đây. Rồi A so B sẽ là 0, 0, 1, 1. Có nghĩa là gì? Khi hai bit khác nhau thì chắc chắn là các bạn sẽ có output là 1, mà hai bit giống nhau thì output là 0. Nếu như các bạn có một cái toán tử khác, lỗi, không phải là toán tử so mà là toán tử giả sử như các bạn làm việc với toán tử AND thì bảng chân trị này của các bạn sẽ là 0 0 0 1, chưa? Là output của các bạn sẽ chỉ là 1 khi mà cả hai cái bit của các bạn đều là 1. Thì toán tử AND này sẽ được dùng, thường là dùng cho các cái trường hợp mà các bạn muốn bật cờ hoặc tắt cờ, được không nào? Rồi, ví dụ như toán tử OR. Đây ha. Như vậy đối với toán tử OR thì các bạn có gì? Thì đối với toán tử OR các bạn sẽ có cái output của chúng ta là 0, 1, 1, 1. Được chưa nào? Rồi. Khá là đơn giản. Ngoài ra các bạn có toán tử NOT thì cái này tôi không giải thích thêm ha. Tôi sẽ giải thích qua về cái toán tử dịch bit. Thế nào là dịch bit? Ví dụ như các bạn có A là bằng 0010. Như vậy thì A mà dịch sang phải 1 bit thì nó sẽ là 0001. Hay nói cách khác là bạn lấy A bạn chia nguyên cho 2. Và nếu như bạn lấy A bạn dịch trái sang 1 bit thì nó sẽ thành là 01 0, 0. Hay nói cách khác nó chính là lấy A nhân cho 2. Khá là đơn giản. Ngoài ra thì các bạn có những cái toán tử gọi là toán tử logic. Cái này thì bình thường rồi, các bạn hay gặp. Thì chúng ta có NOT nè, AND nè, OR nè, lớn hơn, nhỏ hơn, bằng nè, và các cái toán tử khác thì các bạn có thể tham khảo thêm ha. Ví dụ như chúng ta có cái toán tử này là toán tử khác nè, được chưa? Chúng ta có toán tử nhỏ hơn hoặc bằng, lớn hơn hoặc bằng, vân vân, được chưa nào? Rồi, cái toán tử quan trọng cuối cùng mà các bạn được lưu ý đây là toán tử gán dấu bằng này, được chưa? Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa cái toán tử gán và toán tử so sánh bằng, thì đôi khi các bạn bị những cái lỗi hơi ngớ ngẩn trong lập trình là lúc các bạn viết muốn so sánh bằng nhưng mà các bạn viết gán, và nhiều khi các bạn khó mà có trường hợp là các bạn viết so sánh bằng mà được hiểu là gán, và
Như như vậy thì dẫn đến lỗi mà trình biên dịch sẽ không báo cho bạn đâu. Ví dụ như cái câu lệnh như thế này. Nhiều khi bạn viết là if A bằng B gì gì đó. Thì câu lệnh này hoàn toàn hợp lệ và tôi sẽ giải thích cho các bạn tại sao câu lệnh này là hợp lệ ha. Thì trình biên dịch không hề báo lỗi cho các bạn và mọi thứ dịch trơn tru, và thường các bạn hay bị mắc cái lỗi ngớ ngẩn này. Đây là toán tử gán chứ không phải là toán tử so sánh nha. Các bạn lưu ý cái này. Rồi. Thì trong số các cái phép toán số học mà các bạn biết á thì tôi chỉ lưu ý các bạn một số cái vấn đề về chuyển kiểu thôi. Thì các bạn chú ý cái này ha. Cái toán tử modulo mà các bạn thấy ở đây chỉ áp dụng cho trường hợp của phép số nguyên thôi. Được chưa nào? Rồi bây giờ chúng ta nhìn qua một số cái ví dụ để các bạn có thể hình dung. Ví dụ đây là gì? Ví dụ đây là các bạn có một cái đoạn code xuất ra màn hình các cái phép tính. Thì đây chúng ta có cái toán tử này. Toán tử này không phải là toán tử dịch bit, lưu ý ha. Toán tử này không được hiểu là toán tử dịch bit mà nó được hiểu là toán tử xuất ra, bởi vì nó được định nghĩa lại bởi CL. Lưu ý nha, toán tử này được định nghĩa lại bởi CL, do đó nó không phải là toán tử dịch bit. Cái thứ nhất. Thứ hai, các bạn thấy trên cái dòng lệnh này các bạn có hai cái toán tử, một là toán tử này, hai là toán tử chia này. Như vậy thì khi mà gặp một cái câu lệnh như thế này thì thứ tự ưu tiên toán tử sẽ rất là quan trọng. Thứ tự ưu tiên của cái toán tử này nè nhỏ hơn thứ tự ưu tiên của toán tử chia, do đó cái toán tử chia này sẽ phải được thực hiện trước. Được chưa nào? Và kết quả của việc kết xuất ra màn hình của bạn đối với cái câu lệnh này sẽ là gì? Sẽ là 3 chứ không phải là 3 chấm bao nhiêu đó, không phải là 3.75. Được chưa? Lý do của việc này là vì các bạn có hai số nguyên, 15 là số nguyên và 4 cũng là số nguyên. Khi các bạn viết như vậy thì các bạn đang thực hiện một phép chia giữa hai số nguyên, và đương nhiên kết quả chia này phải là chia nguyên. Lưu ý nha. Như vậy thì khi mà chúng ta thay đổi một tí, tôi viết 4.0 thì 4.0 này xét về kiểu, 4.0 này là kiểu double. Kiểu mặc định của nó là double nhé. Như vậy khi các bạn thực hiện phép chia trên hai số, một số là số nguyên và một số là double, thì trình biên dịch nó có một cái quy tắc là quy tắc ép kiểu ngầm định. Nó sẽ chuyển kiểu của chúng ta từ kiểu số nguyên là 15 chuyển sang số double có độ chính xác cao hơn và thực hiện phép chia. Như vậy kết quả của phép chia này sẽ cho bạn là 3.75. Được chưa? Và cái phép modulo này thì không có gì để giải thích cho các bạn, bởi vì đương nhiên kết quả của nó chỗ này sẽ là 3. Hả? 3 này và đo này khác nhau nha, 3 này là phần dư. Rồi. Thì đó là những cái lưu ý cơ bản của cái phép toán cũng như kết xuất ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói tiếp về một cái vấn đề về phép gán. Bây giờ chúng ta đang nói về cái toán tử, thì toán tử gán là một cái toán tử quan trọng mà các bạn sẽ dùng rất là thường xuyên, do đó tôi sẽ nhắc rất là kỹ về cái phần này. Thì đối với phép gán mà các bạn gặp á, các bạn sẽ thấy là nó có cái dạng rất là đơn giản như sau: một cái toán hạng bên trái bằng một cái biểu thức bên phải. Lưu ý tại sao tôi lại ghi là cái toán hạng bên trái và một cái biểu thức bên phải, bởi vì bên phải là một biểu thức nhưng mà bên trái chắc chắn phải là một toán hạng, hay nói cách khác nó phải là một cái nơi mà đại diện cho một cái ô nhớ nào đó để các bạn có thể lưu được giá trị ha. Và cái điều quan trọng mà các bạn thường hay không để ý đó là phép gán này nó sẽ trả về cái toán hạng ở bên trái. Đây là cái định nghĩa mặc định. Mặc nhiên là như vậy. Và nếu như các bạn định nghĩa lại cái toán tử gán này thì có thể bạn trả về cái gì khác cũng được, nhưng mà mặc nhiên là nó sẽ trả về cái toán hạng bên trái. Và lưu ý là toán hạng bên trái không được phép là hằng số hả? Không được phép là hằng số. Đương nhiên bởi vì nếu như toán hạng bên trái của các bạn mà là hằng số thì làm sao các bạn gán giá trị mới vô đó được, đúng không nào? Rồi. Như vậy các bạn sẽ thấy những cái ví dụ ở đây nó khá là đơn giản. Các bạn có đây tôi gán 3.1415 là một
một số double cho pi, gán một cái giá trị ký tự q vô trong key press. Và ở câu lệnh này là câu lệnh gán đồng loạt AB. Thì để giải thích cho các bạn kỹ hơn về cái cách toán tử gán nó hoạt động thì các bạn có thể nhìn vô đây ha. Chúng ta nếu như chúng ta có A bằng B bằng C bằng 1 chẳng hạn. Như vậy thì cái mà các bạn đang nhìn thấy ở đây là gì? Chúng ta nhìn từ trái sang phải, chúng ta thấy câu lệnh là gì? Gán A bằng cái gì đó. Như vậy chỗ này, toán tử gán này có cùng độ ưu tiên. Như vậy quy tắc của trình biên dịch sẽ là làm từ trái qua phải. Như vậy các bạn sẽ có gán A bằng một cái expression bên tay phải. Được chưa? Như vậy tôi phải đánh giá nguyên một cái expression bên tay phải này trước. Để đánh giá cái expression này thì các bạn sẽ có gì? B bằng C bằng 1. Mà như vậy tôi lại quay trở lại cái vấn đề là tôi có hai cái toán tử và toán tử này có độ ưu tiên ngang nhau. Như vậy tôi sẽ làm cái toán tử này trước. Và như vậy tôi sẽ phải đánh giá cái cục bên tay phải, cái biểu thức bên tay phải trước. Cái biểu thức bên tay phải này nó sẽ làm cái gì? Nó sẽ làm cái việc là gán giá trị 1 vào C. Tại vì lúc này không còn gì để đánh giá nữa, đúng không? 1 là giá trị rồi. Và sau khi gán cái giá trị đó xong thì nó sẽ trả về cho bạn là C. Như vậy cái phép gán B bằng C bằng 1 này lúc này sẽ trở thành B bằng C. Và cái câu lệnh này sẽ gán cái giá trị của C vào trong B và nó trả về cho bạn là B. Và lúc này B này sẽ được gán vào cho A. Và cái giá trị trở về của cái biểu thức này sẽ là, xin lỗi, à, được chưa? Như vậy đây là cái cách mà các bạn thấy cái toán tử gán nó hoạt động. Như vậy chúng ta có thể quay trở lại một tí khi các bạn nhìn về cái toán tử xuất để giải thích tại sao nó hoạt động như vậy. Tôi giải thích cho các bạn coi ha. Các bạn sẽ thấy chúng ta hay viết là CL A B C. Chúng ta nghĩ đơn giản là gì? Chúng ta nghĩ đơn giản là ok, tôi đang muốn xuất ra A rồi B C một cách liên tục. Nhưng mà câu chuyện nó không phải là như vậy. Khi các bạn thực hiện cái toán tử đánh giá này thì cái phép đánh giá đầu tiên mà nó thực hiện sẽ là CL A. Cái này sẽ được thực hiện trước. Lý do? Tại vì ba cái toán tử gán này của các bạn là cùng độ ưu tiên, cho nên tôi làm cái bên tay trả trước. Và cái kết quả trả về của tôi là CL. Và khi mà tôi trả về CL có nghĩa là tôi đã in ra giá trị của A rồi. Vậy tiếp theo tôi CL BC và tôi sẽ làm cái này trước và tôi trả về CL. Và tôi lại làm cái này cuối cùng và tôi trả về CL. Và đó là cái cách mà một cái câu lệnh các bạn viết nó hoạt động. Chưa? Nó không phải đơn giản là các bạn viết như vậy thì hiểu đơn giản là thực thi từ trái qua phải đâu ha. Các bạn lưu ý đây là cái vai trò rất là quan trọng của phép gán trong ngôn ngữ. Thì đối với phép gán thì các bạn sẽ thấy chúng ta viết phép gán thì không có gì đặc biệt. Tuy nhiên là có một cái lưu ý là các bạn có thể gán giá trị cho một cái ô nhớ bất kỳ lúc khai báo khởi động nó. Như vậy thì ở đây chúng ta có nhiều cái cách khởi động giá trị khác nhau. Các bạn có thể gặp lại những cái ý này trong cái quá trình các bạn học về ngôn ngữ này cũng như những ngôn ngữ khác ha. Thì đầu tiên các bạn sẽ thấy là chúng ta có thể khởi trị cho một biến bằng cách đơn giản là khai báo nó và gán, dùng phép gán một cách tường minh. Một cách khác mà nó không có dễ đọc như các bạn hay dùng đó là cái cách này. Được chưa? Cái cách này gọi là uniform initialization, tức là khởi trị cho cái biến nhưng mà các bạn cung cấp cái trị đó trong một cái cặp ngoặc. Được chưa? Đây cũng là một cái cách khởi trị. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể khai báo biến và khởi trị cho biến theo cái kiểu này, sử dụng cái cặp đóng mở ngoặc tròn này. Thì cái cặp đóng mở ngoặc tròn này thực ra nó là một cái cách để cho các bạn gọi cái hàm constructor của cái class đối tượng tương ứng. Thì thực ra cái kiểu dữ liệu cơ bản float hay là integer của các bạn cũng là một cái kiểu dữ liệu mà được định nghĩa như là một cái class trong ngôn ngữ thôi.
Và do đó các bạn có thể sử dụng những cái constructor cơ bản mà ngôn ngữ đã định nghĩa sẵn cho bạn rồi, cho nên cái phần này khá là dễ. Và đó là những cái quy ước cơ bản về làm việc với toán tử mà các bạn cần biết.